sẽ nghĩ tới. Sau đây là những dự đoán của chúng tôi về đội hình ra sân của trận đấu này. Bảo vệ khung thành không ai khác là Văn Lâm. Bộ ba hậu vệ cũng gần như chắc chắn là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Hai cánh là vị trí đáng quan ngại nhất khi mà Trọng Hoàng và Văn Hậu đều không có được tình trạng tốt. Trong buổi ghép đội hình mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo để Trọng Hoàng trong đội hình chính và cầu thủ này cho thấy những dấu hiệu khả quan. Có lẽ vào hôm nay thì Trọng Hoàng vẫn sẽ xuất phát ngay từ đầu. Trong khi cánh đối diện, ông Park nhiều khả năng sẽ dùng Văn Thanh trước thay vì Văn Hậu. Cặp đôi tiền vệ trung tâm với sự ổn định của mình trong màu áo câu lạc bộ, Tuấn Anh và Hùng Dũng sẽ được sử dụng để đảm bảo sự chắc chắn. Trên hàng tấn công, Quang Hải đảm nhận một bên. Bên còn lại theo chúng tôi, Văn Toàn sẽ được tin tưởng đá trước. Với phong độ cao tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo này xứng đáng được trao cơ hội. Đá cắm phía trên vẫn là Anh Đức, người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Thái Lan tại King's Cup. Đây tất nhiên chỉ là đội hình dự đoán, sẽ phải chờ đến trước khi trận đấu diễn ra mới biết được những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Của bóng đá không gì khác là trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022. Đây là lượt trận đầu tiên trong vòng đấu bảng của đội tuyển. Một chiến thắng thì cũng không thể giúp chúng ta đi tiếp và một trận thua thì cũng không khiến cho đội tuyển Việt Nam bị loại. Nhưng rõ ràng sự so kè của Thái Lan và Việt Nam cho vị trí đội bóng số 1 của khu vực khiến không đội bóng nào muốn thất bại cả. Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu này, ông Park Hang-seo đã có đầy đủ quân số. Văn Hậu sau khi trở về Hà Lan đã có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan cùng các đồng đội. Tiền đạo Tiến Linh và thủ môn Tuấn Mạnh bị đau mắt nhưng có lẽ không bị ảnh hưởng đến trận đấu. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cho các tuyển thủ khởi động nhẹ và tập di chuyển với bóng. Buổi tập diễn ra trong một tiếng và giúp các tuyển thủ làm quen với mặt sân. Tại buổi tập, không có cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương. Được biết, đội chủ nhà chỉ dành hơn 2.000 vé bán cho cổ động viên Việt Nam. Giá vé dành cho cổ động viên Việt Nam gần khoảng 500.000 đồng Việt Nam một vé và phải xuất trình hộ chiếu để nhân viên an ninh kiểm tra. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã xếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan là một trong cặp đấu nóng nhất của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá trên sân khách và những phát biểu mới đây nhất của huấn luyện viên Nishino hay là tiền vệ Chanathip Songkrasin bên phía đội tuyển Thái Lan cho thấy đội chủ nhà vẫn sẽ tiếp tục chơi tấn công trong trận đấu này. Mỗi con người trong tay ông Park thì đều có một điểm mạnh riêng và việc lắp ghép đội hình thế nào để vừa chắc chắn trong phòng ngự nhưng cũng phải chủ động trong những tình huống phản công là một điều mà ông Park chắc chắn sẽ nghĩ tới. Sau đây là những dự đoán của chúng tôi về đội hình ra sân của trận đấu này. Bảo vệ khung thành không ai khác là Văn Lâm. Bộ ba hậu vệ cũng gần như chắc chắn là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Hai cánh là vị trí đáng quan ngại nhất khi mà Trọng Hoàng và Văn Hậu đều không có được thể trạng tốt. Trong buổi ghép đội hình mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo để Trọng Hoàng trong đội hình chính và cầu thủ này cho thấy những dấu hiệu khả quan. Có lẽ vào hôm nay thì Trọng Hoàng vẫn sẽ xuất phát ngay từ đầu. Trong khi cánh đối diện, ông Park nhiều khả năng sẽ dùng Văn Thanh trước thay vì Văn Hậu. Cặp đôi tiền vệ trung tâm với sự ổn định của mình trong màu áo câu lạc bộ, Tuấn Anh và Hùng Dũng sẽ được sử dụng để đảm bảo sự chắc chắn. Trên hàng tấn công, Quang Hải đảm nhận một bên. Bên còn lại theo chúng tôi, Văn Toàn sẽ được tin tưởng đá trước. Với phong độ cao tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo này xứng đáng được trao cơ hội. Đá cắm phía trên vẫn là Anh Đức, người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Thái Lan tại King's Cup. Đây tất nhiên chỉ là đội hình dự đoán, sẽ phải chờ đến trước khi trận đấu diễn ra mới biết được những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay. Bản tin sẽ tiếp tục với diễn biến của vòng 12 giải Phúc Sáng.